Lâm Phương xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kinh truyện ma tắt đèn và hôm nay à, Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị một tập truyện của tác giả Nhân hậu Ngôi mộ trên đồi thông và sau khi nghe ngôi mộ trên đồi thông bên kinh truyện ma tắt đèn mời quý vị và các bạn cùng ghé qua kinh truyện tiểu thuyết Lam Phương để cùng nghe bộ truyện đầu tiên mà kinh tiểu thuyết lam phương phát sóng vào lúc 21 giờ hôm nay mời quý vị cùng hưởng ứng và ủng hộ lam phương cũng như kinh truyện tiểu thuyết lam phương với bộ truyện người vợ gốc miên tác giả nhà văn lê nguyệt xin kính chúc quý vị có được một buổi tối nghe truyện thật là vui tươi và thoải mái xin cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nghe ngôi mộ trên đồi thông tác giả nhân hậu có lẽ những câu chuyện ma về xứ sở sương mù ở đà lạt cũng không còn lạ lẫm gì với bất kỳ ai trong chúng ta nữa. Ngoài những căn nhà ma được người dân truyền miệng qua biết bao thế hệ thì không có ít những câu chuyện tâm linh rùng rợn và huyền bí đã xảy ra tại xứ sở này như căn nhà ma trên đồi Bren và đồi Thông hai mộ và những địa danh khác đều có những sự tâm linh rùng rợn và huyền bí. Vào năm 2000, khi đó Huy vừa mới tốt nghiệp tại một trường cao đẳng trên thành phố Đà Lạt. Vì là sinh viên mới ra trường, công việc thì vẫn chưa có. Sẵn dịp này, anh mới cùng với hai người bạn thân từ hồi nhỏ của mình là Phúc và Thành. Cả ba trước đó cũng thảo luận với nhau sau khi tốt nghiệp sẽ quyết định đi khám phá hết những căn nhà ma và những địa điểm được đồn thổi là có ma tại quê hương của mình nơi sinh sống. Và rồi chỉ sau một tuần Cả ba tốt nghiệp ra trường Buổi chiều hôm đó Huy liền cùng với Phúc và Thành Đèo nhau trên hai con xe máy Thẳng đến một ngôi nhà ma Nằm trên một con đường đất cát Thẳng về hướng ngọn đồi Được người dân trồng rất nhiều dâu Khi đến nơi Đứng trước một căn nhà bỏ hoang Phủ đầy rêu xanh và cỏ dại mọc um tùm Từng được người dân xung quanh Đồn thổi là có ma Bất giác khiến cho cả ba đứa ai cũng cảm thấy lạnh hết cả người. Huy bấy giờ, dài đeo cái ba lô, đưa mắt nhìn thẳng vào trong căn nhà âm u lạnh lẽo, đang từ từ đắm mình vào trong bóng tối, chợt anh khẽ cất tiếng, giọng có chút e ngại. Tụi mày ơi, hay là mình đi về đi, không hiểu sao tao nhìn cái căn nhà này ấn ớn sao đó. Phúc và Thành nghe bạn của mình nói trong sợ hãi, thì cả hai liền bật cười. Đoạn thằng Phúc nó lên tiếng chăm chọc. Sao? Mày muốn đi về hả? Vậy hôm bữa thằng nào mạnh miệng đòi đi khám phá nơi này nơi nọ, mà sao bây giờ yếu đuối như con gái vậy ta? Huy nghe thằng bạn của mình chế giễu thì anh không nói gì nữa. Đột nhiên nhấc chân lên bước thẳng luồn qua hàng rào đã mục nát để đi vào trong nhà. Lúc này Phúc và Thành nhìn bạn của mình bằng cặp mắt khó hiểu và khâm phục cái độ gan dạ của anh. Cả hai từ nó thấy vậy cũng không có chịu thua, liền bước nhanh theo sau lưng của Huy. Khi vừa bước vào nhà thì trước mắt của ba người là một mùi ẩm mốc hôi thối đến lợm giọng Và rồi cả ba người cùng nhau bật đèn pin từ từ soi rọi khắp nơi ở trong căn nhà. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, cả ba vẫn không thấy có dấu hiệu gì của tâm linh ngoài mùi hôi thối của xác động vật, mùi ẩm mốc và hơi lạnh của từng cơn gió kẻ thổi qua những thành cửa sổ. Bây giờ thành mới đưa bộ mặt thất vọng cất tiếng nói. Còn bà nữa, có thấy ma cỏ gì đâu, toàn là những tin đồn nhảm nhí, à. biết vậy tao ở nhà chơi game cho rồi. Thằng Phúc nghe vậy thì cũng dựa vào lời nói đó mà tiếp. Ừ, tao cũng thấy giống mày vậy đó, mà đâu không thấy cứ cái lô mũi tao ấy, sắp rụng rồi đây nè. Vô đây toàn là ngửi ba cái mùi hôi hám gì đâu không à Thôi tụi mình đi về đi Huy nghe hai đứa bạn mình nói như vậy Thì anh mừng thầm trong lòng Vội tán thành ngay Và sau đó cả ba đưa bộ mặt thất thiểu ra về Nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ cái niềm tin Về cái gọi là thế giới tâm linh Trong những ngày còn lại Hết lần này đến lần khác Ba người đi khám phá khắp nơi ở thành phố Đà Lạt nhưng cũng không thấy gì, cho đến khi thằng Phúc nghe nói khu bờ hồ suối vàng suối bạc đang được chính quyền quy hoạch mở rộng để trở thành địa điểm du lịch. Phong cảnh ở đó có thể nói là rất đẹp và hoang sơ, hợp cho việc cắm trại và thư giãn. Nhất là bây giờ, cả ba đứa cũng đang tìm một nơi để vui chơi thoải mái đầu óc, chuẩn bị cho quá trình đi tìm việc làm sắp tới. Vào một buổi sáng mùa hè của tháng 7, Huy, Thành và Phúc, ai nấy đều đeo cái ba lô trên vai bên trong có một số vật dụng cần thiết, kèm theo là đồ ăn thức uống. Khi đó, Thành cũng muốn rủ bạn gái của mình đi cùng, nhưng vì ngại hai thằng bạn của mình vẫn còn cô đơn lẻ bóng, nên nó mới thôi để bạn gái mình ở nhà. Sau hơn hai tiếng chạy xe trên con đường đất vào trong khu thung lũng, hai bên có rất nhiều cây thông cao lớn chạy đến cuối chân trời cả ba mới đến được cái hồ suối vàng tại đây đúng như những gì mà cả ba đã tìm hiểu không khí nơi này quả thật rất trong lành và yên bình mặc dù nó đang trong quá trình quy hoạch của nhà nước nhưng phải nói cảnh đẹp oan sơ ở đây thì không chê vào đâu được trong khi cả ba đang mãi ngắm cảnh và chụp những tấm hình làm kỷ niệm thì từ phía xa xa cũng có một số nam thanh nữ tú cũng đang chạy xe đến để tham quan sau khi cả bọn ăn chơi chán chê, lúc này thằng Phúc mới thấy ở bên kia của cái hồ có một cái thung lũng bạc ngàn cỏ cây cùng với một rừng thông xanh thẳm trải dài nhấp nhô trên những ngọn đồi. Đoạn nó mới buộc miệng nói tay chỉ về hướng thung lũng phía trước mặt. Tụi bay ơi, sẵn bây giờ vẫn còn sớm, tụi mình chạy xe vòng qua bên khu thung lũng đó nha, ở phía bên kia chơi đi, coi như đi dạo ngắm cảnh luôn đó mà, Sao, có đi không? Huy và Thành đang dọn đồ bỏ vào cái ba lô. Nghe thằng Phúc nói vậy, thì Huy bèn đáp tay vẫn gom đồ bỏ vào trong cái ba lô. Ờ, đi thì đi, nhưng lượn một vòng qua đó rồi về nghe. Xe của tao không có còn nhiều xăng để đi xa đâu đó. Thằng Phúc nghe vậy thì nhớ mày chép miệng. Cái thằng này á, sao lúc nào đi cũng không chịu đổ xăng đầy bình đi, để gần hết xăng mới nói. Huy nghe nói thì gãi đầu cười hề hề. Đoạn cả ba giác ba lô leo lên xe hướng thẳng đường mòn ngoằn ngoèo chạy qua bên kia thung lũng. Chạy được hơn một tiếng thì cả ba mới bất giác thấy ở bên này rừng thông phải nói là bạc ngàn chi chích che lấp đi ánh sáng mặt trời. Thoáng có chút âm u và lạnh lẽo. Cả ba chạy được hơn chục mét thì ngừng lại tấp xe vào cạnh một cây thông khá lớn rồi bắt đầu lội bộ lên một cái đồi nhỏ để ngắm cảnh chụp hình đang đi được nửa ngọn đồi thì bất chợt huy nhìn thấy cái gì đó anh liền chỉ tay về phía bên tay phải rồi nói ê tụi bay à, à, bên đó có cái gì kìa tụi mình qua bên đó coi thử coi cả ba người tuy khác nhau vì tính cách nhưng đều có chung một sở thích là đam mê khám phá những chuyện tâm linh huyền bí nên mỗi khi ở nơi nào có hiện tượng gì đó bất thường thì cả ba đứa lại không ngần ngại mà chạy đến chỗ đó tìm hiểu cho biết và khi cả ba bước nhanh lại chỗ phía cổ huy chỉ thì trước mắt ba người sau cái lớp bụi rậm che phủ là một nắm mồ quang nằm lạnh lẽo một mình giữa ngọn đồi thông u tối thằng phúc nheo mắt nhìn kỹ xung quanh cái bia mộ bằng gỗ đó thì không thể nhìn rõ được trên đó viết những gì và cũng không hề có một tấm di ảnh nào còn thằng thành thì đứng yên tại chỗ quan sát cái mộ với vẻ khó hiểu tại sao giữa một ngọn đồi thông không hề có bóng dáng ai qua lại và cũng không một người sinh sống lại xuất hiện một cái mộ kỳ quái nhìn bề ngoài thì không giống những ngôi mộ của người tây nguyên hoặc ngôi mộ bình thường nhìn vào tấm bia mộ bằng gỗ được chạm khắc đơn sơ chứng tỏ đây là một cái mộ có từ rất lâu rồi trong lúc thằng thành đang suy nghĩ về sự xuất hiện của cái mộ kỳ lạ này thì thằng phúc nó bất ngờ đưa chân lên đá nhẹ vào cái bia mộ bằng gỗ đó làm cho tấm bia nghiêng đổ qua một bên huy đứng bên cạnh nó không kịp cản lại bấy giờ huy mới lên tiếng trách cái thằng này mày điên rồi hả mộ của người ta mày làm như vậy không sợ bị người ta quở hay sao vừa nói huy vừa dựng tấm bia cho ngay ngắn lại dội quỳ xuống hai tay chấp lại khấn vái xin lỗi người đã khuất thành cũng vừa lúc thấy hành động bất kính của thằng phúc nó đưa mắt nhìn thằng bạn của mình kẻ lắc đầu ngao ngán nhưng không nói gì thằng phúc thấy cái vẻ mặt sợ hãi của huy nó liền khúc khích nói <laughs> thôi được rồi mày đứng lên đi có cái gì đâu mà mày làm quá lên vậy Tao chỉ thử cái bia bằng gỗ đó có chắc hay không mà thôi. Nhìn cái bia nó mỏng như vậy mà quay ra cũng cứng thiệt ha. Mặc cho nó nói, Huy vẫn quỳ đó lại lục giang sinh. Là vì gia đình của anh vốn theo đạo Phật, nên những chuyện liên quan đến cúng kiến và mạo phạm một phần của những người khuất mặt khuất mày, anh rất e dè. Và đặc biệt là không được gọi tên trên bia mộ và nhìn vào tấm di ảnh quá lâu, Hồi nãy thấy thằng bạn của mình vô tình đá chân vào tấm bia cũng khiến cho anh cảm thấy hoang mang lo sợ. Dù chưa bao giờ gặp ma quỷ, nhưng cái cảm giác lo lắng bất an cũng đủ làm cho anh thấy lạnh toát hết cả xương sống rồi. Từ khi thằng Phúc vô ý bị dẫm chân lên cái bia mộ vô danh kia thì không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng và ngột ngạt đến khó tả. Huy sau khi khấn vái tạ tội xong, anh mới nhanh chân đứng lên quay sang nhìn hai đứa bạn mình rồi thúc giục. Thôi, tụi mình mau đi nhanh đi khỏi chỗ này đi. Ở đây ta bắt đầu cảm thấy trần trợn rồi đó. Đi lẹ lên. Vừa dứt lời, Huy kéo tay hai đứa bạn của mình nhanh chân rời khỏi chỗ này. Ngay sau đó, tấm bia mộ bỗng từ từ xê dịch nghiêng ra phía sau rồi đứng yên tại chỗ từ sau hôm cả ba đi khám phá ở thung lũng núi vàng suối bạc trở về cả đám chia tay nhau ai về nhà nấy riêng huy khi trở về nhà không hiểu sao trong lòng của anh bỗng cảm thấy nóng rang như là lửa đốt mẹ của anh có hỏi thì chỉ nhận được câu nói vô cảm con mệt lắm con muốn ở một mình tuy nghe vậy nhưng bà vẫn không an tâm cho lắm cho sức khỏe con của mình bà bước đến bàn thờ phật thắp ba cây nhang miệng khấn vái sau đó bà lấy một lá bùa ở trên bàn thờ mà trước kia sư thầy tặng cho gia đình bà cầm lá bùa trên tay bà bước lại chỗ anh đang ngồi đưa lá bùa ra trước mặt rồi nói đây nè huy con giữ lá bùa này trong người đi đừng có bỏ đi nghe không huy nhìn lá bùa từ tay của mẹ mình rồi ậm ừ cầm lấy để trong túi áo sau đó đứng lên đi về phòng của mình bà nhìn theo bóng lưng của con bước đi mà trong lòng bồn chồn không yên. Vừa lúc đó, ông Phú, ba của Huy cũng mới đi làm về, tự mở cửa đi vào trong nhà. Thấy vợ mình đứng lặng im nhìn theo hướng cầu thang, ông thắc mắc lên tiếng. Bà đang làm cái gì vậy? Tôi về rồi đây nè. Bà nghe tiếng chồng gọi thì có chút chực mình quay người lại, thấy ông Phú bà ấp úng. Ờ, uh, Ông ông về hồi nào vậy? Sao tôi không nghe ông gọi cửa? Ông Phú nghe vợ hỏi, thì tay cầm cái cặp bước lại ghế ngồi xuống, tự rót cho mình ly nước đưa lên uống, rồi ông đáp, cái giọng có chút bực mình. Bà bị sao vậy? Tôi về gọi cửa hơn mấy phút đồng hồ rồi, có thấy bà chạy ra mở cửa đâu. Cũng may tôi có đem theo chìa khóa thì dự phòng ấy chứ, nếu không có chắc bà cho tôi ở ngoài luôn rồi đó. Nghe như vậy, thì lửa lời nhỏ nhẹ xin lỗi ông. Đoạn bà cũng ngồi xuống hai tay so so vào nhau, hướng ánh mắt nhìn xa xăm ở ngoài hiên. Ông Phú kịp nhìn thấy cái biểu hiện kỳ lạ của vợ mình, lấy làm khó hiểu rồi hỏi. Ủa, hôm nay bà làm sao vậy? Trong người không được khỏe à? Có cần tôi đưa bà đi bác sĩ hay không? À, à không, tôi không có sao. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng trong người lắm, mà không biết là chuyện gì nữa. Nghe đến đây ông Phú chợt nhíu mày, nhìn bà không đáp rồi như sực nhớ chuyện gì ông liền hỏi ủa à, thằng Huy đâu rồi từ lúc tôi về mà không thấy nó ở đâu cả à nó đang mệt ở trong người nên về phòng nghỉ ngơi rồi mà ông đói bụng chưa để tôi xuống bếp dọn cơm lên cho ông ăn nghe ông Phú gật đầu không nói gì thêm đứng lên về phòng mình lấy quần áo ra tắm ở trong phòng Huy mệt mỏi nằm trên giường mà không để ý đến cái bao tử của mình đang cố gắng biểu tình. Nằm ngó lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Được một lúc, chợt anh móc trong túi quần lấy ra cái điện thoại, rồi bấm số tìm danh bạ gọi cho hai thằng bạn. Bấm xong, anh kề điện thoại lên lỗ tai. Được hơn 20 giây, thì từ đầu dây bên kia tiếng của thằng Thành nó gian lên. Alo, tao nghe nè. Ờ, gọi tao có gì không? Huy nghe giọng của thằng bạn mình định nói cái gì đó, nhưng anh chợt suy nghĩ lại rồi nói. Ờ, không có cái gì đâu. Tao gọi để hỏi mày về tới nhà chưa mà thôi. Ờ, tao về rồi. Mà đi xa về tới đuối quá, định nằm ngủ một giấc thì mày gọi tới đó. Không có gì, tao cúp máy à. Nghe vậy, thì Huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu tại sao bản thân anh lại lo lắng đến như vậy cả hai nói thêm vài ba câu nữa thì cũng tắt máy tiếp đến anh bấm số gọi cho thằng phúc mà kỳ lạ thay ở đầu dây bên kia tín hiệu cứ chập chờn lúc nghe lúc không thoáng anh còn nghe được có tiếng rè rè như cái máy radio đang dò kinh này anh nhíu mày khó hiểu thử cúp máy rồi gọi thêm lần nữa nhưng tín hiệu bên kia cũng lặp lại y như vậy thấy không gọi được anh chán trường cúp máy đặt điện thoại bên cạnh rồi từ từ thiếp đi trong giấc mơ anh thấy mình đang đi trên một ngọn đồi phủ đầy những hàng thông dày đặc sương mù tỏa ra từng tầng lớp lớp che hết cảnh vật ở phía xa nhìn lên thì thấy bầu trời âm u xung quanh không hề có một âm thanh nào phát ra sự yên tĩnh đến đáng sợ anh đang bước đi trong du thức ánh mắt dẫn đảo nhìn khắp lượt bất chợt anh khựng lại khi ở bên tay trái của mình dưới làn xương mờ mờ ảo ảo thấy có một bóng người đen ngồm đang thơ thẩn bước đi thoát ẩn thoát hiện rồi nhanh chóng biến mất trong màn xương dày đặc ở phía trước đứng lặng cả một phút sau anh mới lắp bắp buộc miệng hỏi ai ai đó ai đang đi ở phía trước vậy chờ đợi một lúc nhưng không có tiếng trả lời anh khẽ đưa tay lên gãi gãi đầu, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. Và rồi anh cũng tự trấn an mình, cho là mình nhìn lầm mà thôi. Lúc này anh vừa định nhấc chân đi tiếp, thì bỗng nhiên bên tai của anh nghe được có giọng nói sâu thẳm của người đàn ông, kèm theo tiếng cười ma quái gian lên. <laughs> Mày vừa mới gọi tao đó à? Vừa nghe cái giọng nói đó Thì anh thoáng giật mình xoay đầu nhìn xung quanh Nhưng cái mà anh thấy Chỉ toàn là những lớp sương mù dày đặc Lây hoay xoay người tứ phía Để tìm cái giọng nói bí ẩn đó Bất chợt Tiếng cười lại phát ra thêm một lần nữa Cùng với câu nói như kề sát vào tay của anh <laughs> Tao đang ở trên này đây nè Nghe đến đây Anh như chết lặng Toàn thân khẽ sung lên từng hồi Từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thế trời ơi Ở trên đầu của anh Là một cái tay người nát bét Xương thịt lẫn lộn Đang đu hai tay bám lên nhánh thông Đưa mắt nhìn xuống chỗ anh đang đứng Bất thình lình cái thay người dập nát đó, nó buông thõng hai tay rớt xuống chỗ anh đang đứng. Anh liền thất kinh, miệng la hét ngồi bật dậy. Cũng vừa lúc đó, ở bên ngoài cửa, tiếng cha mẹ của anh hối hả gọi giọng vô. Huy, Huy ơi, con không sao chứ, mau mở cửa cho bà má đi con, con có nghe bà má nói hay không? Huy! Ở trên giường, Huy vẫn còn chưa hết bàn hoàng vì cái hình ảnh gớm ghiếc trong giấc mơ tiếng cha mẹ của anh vẫn thúc giục làm cho anh như bừng tỉnh vội vàng lê người xuống giường định xỏ đôi dép vào nhưng lạ thay đôi dép của anh đặt bên cạnh giường nó đã không còn ở đó nữa anh nhớ mới hồi nãy đi vào trong phòng còn để đôi dép ở cạnh giường mà sao bây giờ nó không còn ở đây nữa là sao nhưng vì tiếng gọi cửa của ông bà phú vẫn vang lên nên anh mới nhắm mắt để chuyện đó sang một bên rồi đi chân không tiến nhanh lại mở cửa ra. Vừa thấy Huy, bà Phú dội nắm tay con đi nhanh lại vừa ngồi xuống. Thấy hai bên thái dương của anh nhễ nhảy, nhảy mồ hôi, bà vừa lau vừa hỏi. Huy à, con bị sao vậy? Sao tự dưng la toán lên vậy con? Có chuyện gì kể cho má nghe coi. Ông Phú cũng vừa bước đến ngồi cạnh con trai, ông nhẹ giọng. Huy à, có cái gì thì mày kể cho tao với má mày nghe đi mày nằm mơ thấy cái gì sao mà la dữ vậy huy nghe ông bà gặng hỏi lúc đầu anh cũng định kể lại chuyện gặp một ngôi mộ quan ở trong chuyến đi chơi của mình cho ông bà nghe nhưng vì sợ ông bà sẽ mắng chửi nên anh cố giấu đi dạ không có gì đâu ba má đừng có lo chắc tại con đi chơi về mệt quá nên ngủ mớ mà thôi con nghĩ thêm một chút nữa Ừ, chắc sẽ không có sao đâu Bà má cũng nghỉ đi Để con nằm nghỉ chút xíu nữa sẽ khỏe lại thôi mà Bà tin những lời con trai nói là thật Nên cũng gật đầu cho là vậy Đoạn bà thở dài cất tiếng Vậy mà cứ tưởng mày bị chuyện gì làm cho má lo gần chết luôn à Con nghỉ ngơi đi ngang Khi nào đói bụng thì xuống dưới bếp mà ăn Má nấu đồ ăn sẵn ở dưới bếp rồi đó Huy nhìn mẹ cố nở một nụ cười cho bà yên tâm, rồi bà đứng lên kéo tay chồng mình ra khỏi phòng. Anh cũng đứng dậy đi đến đưa tay kéo cửa phòng đóng lại. Vừa lúc đó, anh chợt khựng lại, đưa mắt nhìn chầm chầm vào cái chốt cửa. Anh biết bản thân mình xưa nay có bao giờ khóa chốt cửa đâu. Sao lúc nãy cha mẹ mình lại đứng ở ngoài gọi vào là, là làm sao? Nghĩ đến đây, toàn thân của anh lại một lần nữa lạnh toát đôi chân rung rung anh bước lại giường rồi kéo mền che kín từ đầu đến chân miệng không ngừng niệm phật cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay trong khi đó ở nhà của thành ba của nó đã đi giữ đám tiệc của một người bạn đến hai ngày sau mới quay trở về trong nhà bây giờ chỉ còn lại có một mình nó từ sau khi trở về nó vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ, cũng như Huy, trong giấc mơ, nó thấy mình đang đi trên một ngọn đồi thông cao lớn và thẳng tắp. Nhưng lần này, xung quanh nó không hề có sương mù, nhưng ngược lại, nó cảm thấy không khí ở đây nhiệt độ lạnh toát khác thường, khiến cho nó vừa đi vừa rung rẩy so hai tay vào nhau. Đi được một đoạn, bỗng nó thấy ở phía xa trong cánh rừng thông âm u lạnh lẽo có một cái bóng người đang bước đi, trên tay cầm theo một bó đuốc đang bập bùng cháy. Thấy có người, nó chợt vui mừng, dội nhanh chân chạy đến chỗ cái bóng đó định nhờ giúp đỡ. Nhưng khi gần đến nơi, cái bóng người đó bỗng biến mất, nó đứng chết chân tại chỗ, tim bắt đầu đập lên thình thịch. Nó liền đưa ánh mắt nhìn về hướng cái bóng người đang đi lúc nãy, nhưng không thấy đâu, Vừa mới trấn tĩnh được một đôi chút, nó định nhấc chân lên đi tiếp, thì bỗng từ đâu tiếng con chim cú nó bay vụt qua trước mắt, làm cho nó hốt quảng kêu thét lên ngã ngửa ra sau. Lúc này, hai tay của Thành chống xuống đất, chật bàn tay của nó lần mò dưới đất, cảm giác như có cái thứ gì đó nhân nhớt, bốc mùi tanh hôi. Nó thắc mắc, đưa tay lên nhìn, thì bất ngờ nó hốt quảng xoay người về phía sau quẩy đạp, hai chân thụt lùi ra xa. Là gì khi vừa đưa tay lên nhìn thì không phải là bùn đất hay một thứ gì khác mà trên tay của nó dính đầy máu. Bây giờ nó mới có thể nhìn rõ được ở bên cạnh mình xuất hiện từ đâu ra một nấm mồ. Mộ. Dưới lớp đất của nấm mộ những dòng máu đỏ xịt xình xịt nó đang không ngừng chảy ra hai bên ngoài. Máu lan nhanh đến chỗ của thành nó vừa quảng sợ vừa thụt lùi cho đến khi lưng chạm phải một thứ gì đó nó hoang mang từ từ ngẩng đầu lên thì nó kinh hãi điếng hết cả hồn trước mặt của nó không phải là gốc cây thông hay một tảng đá lớn mà chính là cái thay người bê bết máu lòng thòng ruột gan đang đứng cúi xuống đầu đã bị dập nát chỉ còn hai con mắt nhìn thẳng vào nó vừa la toán lên nó đã kịp bừng tỉnh ngồi bật dậy mồ hôi toát ra như tắm hơi thở của nó đang dồn dập Ngồi trên giường tự trấn an tinh thần của mình được một lúc, đến khi nó cầm điện thoại lên nhìn thì nó phát hiện ra bây giờ đã hơn 6 giờ sáng. Nó có chút hoang mang, không nghĩ rằng bản thân của mình đã ngủ từ chiều hôm qua cho đến sáng hôm sau. Thành nhớ lại giấc mơ kinh dị vừa rồi, không hiểu sao mình lại mơ thấy cái cảnh khủng khiếp đến như vậy. Tuy đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng thành cảm giác nó rất thật. Từ cái cảm giác hồi hộp sợ hãi, cho đến khi cái nhân ảnh kinh dị đó cứ thể như đang diễn ra ở ngoài đời vậy. Đang trong cơn hoảng loạn, thì bất thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho thành giật mình đưa điện thoại lên nhìn. Thì từ trong màn hình có số điện thoại lạ đang gọi tới. Dội nhanh tay quẹt mồ hôi trên trán nó liền bấm phím nghe. Từ đầu dây bên kia tiếng có một người đàn bà hối hả nói. Alo, ở Thành hả con? Dì ý nè, hôm qua thằng Phúc nó có đến nhà có con ngủ lại không vậy con? Qua giọng nói thì Thành liền nhận ra đó là bà ý mẹ của Phúc. Vừa nghe bà hỏi thì nó lấy làm thắc mắc xen lẫn chút lo lắng. Dạ đêm qua nó không có ngủ ở chỗ con. Hôm qua tụi con đi chơi về là ai về nhà đó mà. Ờ, mà hôm qua nó không có về nhà hay sao hả gì? Ừ, ờ, hôm qua nó nói với dì là có hẹn đi chơi với tụi con chiều mấy về. Nhưng dì ở nhà chờ hoài không thấy nó. Gọi điện thoại thì không có nghe máy. Dì Đinh Ninh nó ở nhà con hay là thằng Huy nên không có gọi nữa. Nhưng cả đêm qua dì cảm thấy có cái gì lạ lắm. Nó cứ bức rứt ở trong người không có ngủ được. Dì định gọi cho con với thằng Huy hỏi nó có ở nhà hai đứa không. Nhưng thấy tối rồi sợ phiền giấc ngủ của tụi con Nên đến sáng nè Tới bây giờ gì mới dám gọi hỏi nè Nếu nó không có ở chỗ con á, Thì dì gọi cho thằng Huy hỏi xem sao Dì cảm ơn con nha Thành nghe xong thì dân dạ Sau khi nghe những gì bà ý kể lại Trong đầu của Thành Bỗng hiện lên những câu hỏi xâm chiếm lấy tâm trí của nó Chuyện này là sao Nếu hôm qua thằng Phúc không có trở về nhà Thì nó đi đâu bản thân của thành huy và phúc đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn tuy cả ba học khác lớp nhưng cùng chung trường với nhau mỗi buổi đi học về thì cả ba luôn tụ tập với đám nhóc trong xóm cùng nhau chơi đùa mà bản tính của thằng phúc á, tuy bên ngoài nó gan dạ lì lộm nhưng nó lại rất sợ mẹ của mình chưa bao giờ thành và huy thấy nó dám cãi lại lời của bà cũng chưa bao giờ thấy nó đi qua đêm lần nào nhưng sao bây giờ nó lại không có ở nhà vậy thì nó có thể đi đâu được chứ có khi nào ở trên đường về đã xảy ra cái chuyện gì với nó hay không đang miên man suy nghĩ thì một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại gian lên làm cho thành giật mình cúi đầu nhìn xuống cái điện thoại đang cầm trên tay vừa đưa lên nhìn màn hình thì lần này người gọi đến chính là thằng huy thành nhanh tay nghe máy ngay lập tức đầu dây bên kia tiếng của huy lo lắng alo ừ, thành hả mày có nghe tao nói không thằng phúc nó mất tích rồi mày bây giờ mình phải làm sao bây giờ nghe huy nói thành mới cảm thấy lo lắng cho thằng bạn của mình hồi nãy nó cứ ngỡ rằng thằng phúc nếu không có ở chỗ của mình thì sẽ ở nhà của thằng huy nhưng nghĩ là vậy thôi bởi nó cũng biết rằng thằng phúc cũng chưa chắc gì đã ở nhà của huy mà dù sao thì cũng phải chờ mẹ của thằng Phúc gọi đến Huy hỏi thăm xem tình hình như thế nào. Và hiện tại, những lời mà Huy nói đúng với những suy nghĩ của nó. Phần dân được một lúc thì Thành trả lời. Được rồi. Bây giờ tao chạy qua nhà mày Rồi có gì tụi mình tính tiếp Mới hồi nãy má của nó gọi cho tao Thì tao mới biết là nó không có ở nhà từ hôm qua Nhưng để chắc chắn tao chờ má nó gọi cho mày xem sao cái đã Được rồi Mày ở nhà chờ tao một chút nha Tao tới liền Vừa nói xong, Thành liền cúp máy, dội dã xuống giường đến bên tủ thay dội bộ đồ, đi nhanh xuống nhà, khóa cửa cẩn thận, xách chiếc xe máy chạy qua nhà của Huy. Khi đi đến nơi, thì thấy Huy đứng ở ngoài cửa chờ sẵn. Không nói không rằng, anh phóng nhanh lên xe của Thành rồi thúc giục. Được rồi, tao với mày bây giờ chạy qua nhà thằng Phúc đi, xem tình hình bên đó ra sao, nhanh lên. Thằng Thành nghe như vậy thì ẩm ừ, gật đầu, dội chạy nhanh đến nhà của Phúc. Một lúc sau, cả hai vừa mới đến, thì cũng vừa lúc ở trước cổng nhà có một anh công an đang đứng nói chuyện với bà Ý. Đang trình bày sự thể với công an, chợt bà thấy Thành và Huy thì liền nhanh nhẹn giãy tay gọi. Thành, Huy, hai đứa mau lại đây, lẹ lên. Cả hai chạy đến gần bà với anh công an, dội tắt máy xe, cả hai liền leo xuống. Đoạn Huy tức kiến hỏi sao rồi dì có tìm được thằng Phúc chưa Nghe dì nói mà tụi con lo quá Không biết là nó đi đâu được chứ Anh công an đứng bên cạnh nghe Huy nói Thì liền thắc mắc Chào hai cậu Tôi là Việt Đang công tác tại cơ sở công an phường 3 Nhà tôi cũng gần nhà của dì ý đây Sáng nay thấy dì lên báo tin Con của dì bị mất tích Nên tôi muốn biết thêm thông tin Để tiện cho việc điều tra sau này nhưng vì người mới mất tích có một đêm nên chưa có khẳng định được điều gì mà phải chờ cơ quan người ta xem xét đơn trình báo. Đến lúc đó bên công an mới bắt tay vào điều tra cái vụ việc. À, mà cho tôi hỏi, hai cậu có phải là bạn của cậu Phúc hay không? Cả hai lắng nghe những lời mà anh Việt vừa mới nói. Đâm ra càng quan mang thêm, nhưng rồi Huy cũng bình tĩnh đáp. Dạ phải, em là Huy, còn đây là Thành. Tụi em là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nên thân nhau lắm. Lúc sáng tụi em có nghe dì ý kể là Phúc mất tích từ ngày hôm qua rồi cho nên tụi em mới tức tốc chạy qua đây để xem tình hình ra sao. Này nghe anh nói như vậy thì làm cho tụi em thấy lo quá. Huy nói đến đây thì bà ý liền đứt nở nắm tay anh Diệt mà cầu khẩn. Diệt à, con nhớ giúp dì tìm lại thằng Phúc nha con. Gia đình của dì chỉ có mỗi mình nó là con trai duy nhất thôi ạ. À. Nó mà có mệnh hệ gì thì gì biết sống sao đây. Con ráng giúp dì nha, dì ơi, gia đình dì mang ơn con lắm. Anh Diệt thấy bà nước mắt lưng tròng tha thiết nhờ cậy mình. Bản thân anh cũng xem bà như người thân ở trong gia đình của mình. Bởi trước kia, nếu không có bà giúp đỡ chỗ ăn chỗ ở cho hai cha con, thì anh đâu có được như ngày hôm nay. Dù muốn giúp cho bà lắm, nhưng quy định là của nhà nước anh không thể làm trái được, vẫn phải chờ bên cơ quan người ta xem xét rồi mới ra quyết định cuối cùng được. Đoạn anh nhanh chóng dìu bà đi vào nhà tránh cho ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Bây giờ, Huy và Thành cũng nhanh chân đẩy chiếc xe máy đi vào sân, khóa cổng lại ở trong phòng khách. Anh Việt vừa mới dìu bà ngồi xuống vừa nói lời an ủi. Đoạn anh tự tay rót ly nước đưa cho bà rồi rót thêm hai ly nữa Đưa đến chỗ của Huy và Thành Cả hai bây giờ trong lòng Cảm thấy bất an đến khó tả Anh Việt ngồi bên cạnh bà ý Tay vẫn cầm sắp hồ sơ Chợt như nhớ ra điều gì Anh liền quay sang Huy và Thành Hồi nãy à, Tôi nghe dì ý kể là Sáng hôm qua hai cậu có đi chung với Phúc mà Có đúng không? Vậy từ lúc đi đến lúc về Hai cậu có để ý thấy cậu ta có biểu hiện gì lạ hay không? nghe anh hỏi cả hai mới trầm ngâm suy nghĩ bất giác thành liền nói ngay ờ dạ không anh lúc đi chung với tụi em cho đến khi về nhà thằng phúc nó vẫn bình thường mà trước khi tụi em tách nhau ra còn dặn tụi em là ngày mai hẹn nhau đi cà phê để bàn chút việc gì đó ngoài ra tụi em không còn biết gì nữa anh việt nghe đến đây thì nhíu mày suy nghĩ bao nhiêu giả thuyết anh đặt ra trong đầu đều có vẻ hợp lý nhưng với thực tế thì không mấy khả thi, bởi anh không có một chút manh mối nào để mà lần mò ra được nguyên nhân về sự mất tích của Phúc. Suốt ba tiếng đồng hồ, bao nhiêu giả thuyết đặt ra đều không mang lại kết quả gì. Bây giờ, bà Ý càng lúc càng hoang mang hơn. Hai tay bà không ngừng đang xen vào nhau như để kìm nén cảm xúc của mình. Anh Việt thấy được cái nỗi bất an hiện lên trên gương mặt của bà, Chợt anh liền cất tiếng. Dì à, dì bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Con hứa với dì con sẽ cố gắng tìm tung tích em nó về cho dì. Chỉ mong... Nói đến đây, chợt tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh có chút bất ngờ. Và rồi nhanh tay lấy cái điện thoại ra đưa lên nghe. Một phút sau, anh cúp máy đoạn quay sang nói với bà Ý. Dì ơi, bây giờ con phải về cơ quan để làm việc tiếp đây đến khi xong việc con sẽ ghé qua chỗ gì vì cố gắng giữ gìn sức khỏe đừng có lo lắng quá con sẽ cố gắng hết sức của mình mà con xin phép nói đến đây anh liền đứng lên chào bà rồi đi ra ngoài huy và thành cùng với bà ý cũng đi ra tiễn anh trước khi rời đi anh nhìn cả hai đứa mà nè hai em nếu có tin tức gì của phúc nhớ đến báo cho anh biết nghe chưa anh đi đây tạm biệt dứt lời anh vội vã bước đi. Bà Ý mới đưa gương mặt mệt mỏi nhìn hai đứa. Trời cũng trưa rồi, hai đứa quay về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi. Có tin tức gì của thằng Phúc á, dì sẽ gọi cho tụi con biết, nghe không? Huy và Thành nghe vậy cũng có chút phân vân không nỡ để bà ở lại một mình. Khi cả hai chưa kịp nói gì thì bà liền xoay người nhanh chóng đi vào nhà. Thấy vậy, Cả hai cũng không dám làm phiền đến bà, bèn lên tiếng chào tạm biệt rồi nhanh chân lấy xe quay trở về. Trên đường đi, cả hai không ngừng nói ra những suy nghĩ của mình về sự mất tích bí ẩn của thằng Phúc. Đến khi chiếc xe chạy đến một con dốc ở phía xa xa là một ngọn đồi thấp thoáng những hàng cây thông, như sực nhớ ra chuyện gì, Huy liền cất tiếng: "Ê, Thành, có khi nào nó đi ngược lên đồi thông ở thung lũng vàng rồi không? Sao tự dưng ta có cảm giác như là 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 như vậy đó? Thành tay đang cầm chắc tay lái, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Nghe Huy nói vậy, nó mới nhíu mày quay đầu sang hỏi. Mày nói đó, mày nói nó đi đâu? Ở suối vàng suối bạc đó hả? Mày có bị làm sao không vậy? Tự nhiên một mình đến đó làm gì? Chỗ đó chỉ có phong cảnh, đâu có nhà cửa hay chỗ nào nghỉ đâu. Huy nghe Thành nói, thì thấy cũng đúng cả hai vừa chạy vừa cố gắng tìm cho mình một câu giải đáp hoàn hảo cho đến khi tới nhà của huy cả hai đưa bộ mặt thất vọng nhìn nhau rồi cũng nói lời tạm biệt mà quay về nhà tối hôm đó ở nhà của thành sau khi ăn uống qua lo xong nó về phòng của mình nằm trên giường nhớ lại chuyện của thằng phúc nó vừa lo vừa buồn suy nghĩ mông lung ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong giấc mơ thành thấy một lần nữa mình lại đứng giữa một ngọn đồi thông xung quanh chỉ toàn là màn xương dày đặc cách mười bước chân đã không nhìn thấy rõ được đang ngơ ngác xoay đầu nhìn khắp lượt thì bất chợt bên tai của thành phát ra một tiếng khóc nghe thật là thê lương tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn như thể đang ở ngay bên cạnh của nó vậy lúc này nó cảm thấy rùng mình và hơi lạnh có xương đêm chợt nó buộc miệng ai ai đang khóc đó vừa hỏi xong thì ngay lập tức thành nghe được có một tiếng nói đáp lại giọng âm gian sâu thẳm nghe đến lạnh hết cả người thành ơi là tao đây phúc đây Ở, uh, uh, phúc mày đó hả là mày thật sao mày đi đâu cả đêm hôm qua xong trở về tụi tao với má mày lo cho mày lắm đó tao không có về được thành ơi tao bị nó bắt ở lại đây rồi tao không về được nữa mày ở lại đây với tao đi tao cô đơn lắm lạnh lắm thành ơi là ai ai bắt mày đi đâu mày nói đi tụi tao sẽ đến đưa mày về tao bây giờ đang ở trong ngọn đồi của thung lũng vàng nơi có cái mộ mà cả ba đứa mình nhìn thấy đó. Được rồi, ngày mai tụi tao sẽ đến đó đưa mày về. Mày cứ ở yên đó nha, đừng ở đi đâu hết. Mày nói thiệt không? Vậy thì mày nhìn qua đây đi. Nghe đến đây, bất chợt Thành quay đầu về hướng phát ra giọng của Phúc. Ở bên tay phải sau một lớp sương mù mờ ảo, Thành thấy cái bóng đen nó đang đứng lù lù ở trước mặt mình. Phía dưới bên cạnh là một nắm mồ. Thành từ từ bước đến chỗ cái bóng đen đó thì lập tức cái bóng đen đột nhiên biến mất. Nó hoang mang, dội lắc đầu đưa tay lên xoa mắt. Nhìn lại thì lúc này nó thấy trước nắm mồ có một người đang quỳ xuống xoay lưng về phía nó. Đầu thì gục xuống đất, toàn thân không hề cử động. Thành lấy làm khó hiểu mới rón rén bước lại người đang quỳ gối ở đó. Lúc thấy mình đã đứng sát sau lưng người đang quỳ, Thành hồi hộp từ từ đưa tay lên định dỗ lên vai người đó nhưng khi tay thành chưa kịp chạm vào thì bất thình lình người đó xoay ngược cái đầu lại nhìn thẳng vào thành làm cho nó thất kinh miệng hét toáng lên ngồi bật dậy lúc này nó mới thật sự tròn tỉnh bởi cơn ác mộng vừa rồi. Toàn thân mồ hôi giả ra ướt đẫm hết cả lưng áo. Trong đầu của nó vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh kinh dị vừa rồi trong giấc mơ. Người đang quỳ gối mà trong giấc mơ nó nhìn thấy không phải ai khác mà đó chính là thằng Phúc. Cái lúc mà nó xoay cái đầu lại nhìn thành thì trên gương mặt của nó chằng chịt bao nhiêu là vết cào, máu rườm rướm, hai con mắt thì bị môi ra bám vào sợi gân lắc lư vô cùng khủng khiếp. Vậy rồi, từ sau cái giây phút đó, thành không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cái nhân dáng đáng sợ của thằng bạn mình nó cứ hiện lên rõ ràng trước mặt. Thành biết tuy đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bản thân của nó có cảm giác rất thật, không có đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng thông thường. Thật sự thì bạn nó vẫn đang ở trong thung lũng đó, thằng Phúc đã chết. Sáng sớm hôm sau, theo lời kể của Thành, thi thể của Phúc cuối cùng cũng đã được tìm thấy đang quỳ gối chết trước một cái ngôi mộ hoang. Tấm bia mộ kia bị kéo ra nằm bên cạnh cái xác của thằng Phúc. Bấy giờ, bà ý vừa nhìn thấy cái chết khủng khiếp của thằng con. Bà giật giả khóc lên khóc xuống ôm chặt lấy cái thi thể của con trai duy nhất. Mấy anh công an phải khó khăn lắm mới kéo bà ra được để cho mấy nhân viên y tế đưa xác của Phúc đi. Lúc này có vài người dân địa phương nhìn vào nấm mồ mà không khỏi rùng mình thắc mắc. Không biết tại sao giữa chốn quan du trên ngọn đồi thông như vậy lại có một nấm mồ nằm lạnh lẽo ở đây. Mấy anh công an cũng tò mò muốn biết đây là ngôi mộ của ai định cho người khai quật lên để kiểm tra. Nhưng bị người dân địa phương ngăn lại cho đây là nơi an nghỉ của người đã khuất không nên phạm đến kẻo lại mang điềm không may Họ nghe như vậy thì cũng có lý nên cũng thôi mà quay bước rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại Huy và Thành nhìn cái nấm mồ mà không khỏi hoang mang sợ hãi. Cũng vừa lúc đó trên bầu trời mây đen từ đâu kéo đến che lấp đi ánh mặt trời làm cho cả hai cảm thấy lo lắng cũng dội nhanh chân đi khỏi chỗ này. Qua ngày hôm sau, mọi người cùng với Huy và Thành đưa thằng Phúc ra khu nghĩa địa nằm trên một ngọn đồi của thành phố để mà chôn cất. Trong lúc mấy anh thanh niên đang từ từ hạ cái quan tài xuống huyệt mộ, bà ý không cầm lòng được dội phóng đến như muốn được chết chung với con trai yêu quý của mình. Mọi người phải níu kéo an ủi mãi, bà mới bình tâm lại được. Huy và Thành có mặt tại đó chứng kiến cái quan tài của thằng bạn thân đang dần dần hạ xuống, mà cả hai không cầm được nước mắt. Từ nay âm dương đôi đường Cả ba người bạn chí cốt với nhau Nay chỉ còn lại có hai Sau khi huyệt mộ đã được lấp đất lại Mọi người bắt đầu quay trở về Bà ý được bà con họ hàng dụ dắt Rời khỏi chỗ này Riêng Huy và Thành Thì vẫn ở lại Đưa ánh mắt u buồn Nhìn vào ngôi mộ của thằng bạn gián số Vừa lúc đó Có một tiếng gọi gian lên Nè, hai đứa, mau mau về thôi, trời sắp mưa rồi kìa, đi nhanh lên mấy đứa ơi. Huy nghe tiếng gọi thì giật mình quay đầu lại, thì thấy đó là ông Phú, cha của mình. Anh liền dân dạ rồi xoay người đi nhanh. Khi đi được mấy bước, thì anh quay đầu lại nhìn, thấy thằng Thành vẫn còn đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích gì. Anh chép miệng, bước nhanh lại, vỗ lên vai của nó thúc chục. Thành à, đi về thôi, trời sắp mưa rồi kìa nhanh lên mày nói đến đây anh mới để ý đến gương mặt đột nhiên tái mét của nó đoạn anh lại cất tiếng hỏi thành à mày mày không sao chứ có chuyện gì vậy lúc này thành mới thực sự nghe được giọng nói của huy nó liền lắc đầu ấp úng ờ uh, ờ uh, uh, không không có gì mình về dứt lời thành liền bước đi thật nhanh như thể đang trốn tránh một ai đó Huy thấy sắc mặt và biểu hiện kỳ lạ của thằng bạn. Anh thoáng có chút khó hiểu. Nhưng vì bây giờ, bầu trời đang gầm gừ, mây đen mỗi lúc một dày đặc. Gió cũng bắt đầu rít lên như giận dữ. Cả hai liền chạy thật nhanh rời khỏi nghĩa trang. Ngồi trên xe máy chạy về nhà, trong đầu của Thành bây giờ vẫn không khỏi hoang mang khi nghĩ đến cái hình ảnh vừa rồi ở trong khu nghĩa địa khiến cho nó cảm thấy bất an, tái xanh hết cả mặt mày. Là vì khi mọi người đang quay bước ra về, chỉ còn nó và Huy ở lại ngậm ngùi nhìn phần mộ của bạn mình. Bất chợt, khi nó đang nhìn chầm chầm vào nấm mồ, nó thấy ở dưới lớp đất có một bàn tay khô quắc đang trồi lên dãy dụa trên đất, như đang cố gắng thoát ra ngoài. Dù lúc đó, nó nghe có giọng nói phát ra âm gian sâu thẳm. Thành ơi, mày đi với tao đi, tao đi một mình buồn lắm, đi với tao. Vừa nghe đến đây thì Thành chợt giật mình, bởi tiếng gọi lớn của Huy làm cho nó bừng tỉnh trở lại. Thành vừa về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên, rồi lấy điện thoại ra xem thì thấy số của Huy gọi đến. Ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Huy mà ở trong điện thoại có tiếng gió hú nghe xào sạc Mấy giây sau, bất ngờ, Thành nghe có một giọng nói vang lên. Thành ơi, là tao đây, tao Phúc nè, mày đi chung với tao đi. Nghe đến đây, Thành hốt quảng buông tay làm rớt luôn cái điện thoại xuống đất. Thành không còn tâm trí nào mà lùm cái điện thoại lên nữa, liền dội dàng đi nhanh vào nhà đóng cửa lại. Một buổi trưa bầu trời âm u kéo theo những tia sấm chớp trên gian như giận dữ. Thành từ sau khi nghe cái giọng nói ma quái của Phúc trong điện thoại, mấy ngày sau nó hầu như không thể nào ngủ yên được. Cứ chợp mắt tiếp đi một lúc là hình ảnh kinh dị của thằng Phúc, người toàn đất cát, gương mặt bị rạch nát, nhìn chằm chằm vào đó lại hiện lên trước mặt. Bây giờ, ở trong nhà chỉ có một mình, Ba của Thành không hiểu vì lý do gì mà đến hôm nay vẫn chưa thấy về. Ngồi trên giường mà trong lòng của Thành luôn luôn thấp thỏm lo âu. Mỗi tiếng động nhỏ ở trong nhà đều làm cho nó hoảng sợ. Mỗi tiếng chó sủa cạnh nhà hàng xóm đều làm cho nó toát mồ hôi lạnh trung lên cầm cập, làm cho sức khỏe của Thành mỗi lúc một suy yếu hơn. Cho đến một hôm vào buổi sáng, Huy chủ động đến thăm bạn của mình. Bởi từ cái lúc đi đưa ma thằng Phúc về nơi yên nghỉ cuối cùng, Huy hầu như không liên lạc được với Thành. Gọi điện thì không nghe được, còn đi đến nhà thấy cửa nẻo vẫn đóng im liềm. Cứ ngỡ là Thành bận không việc cho nên đi đâu đó. Mãi cho đến hôm nay, trong lòng của Huy đột nhiên thấy lo lắng vì một điều gì đó mà anh không thể nào hiểu được nên đành liều gọi xe đến nhà của Thành để trò chuyện. Đứng trước nhà của Thành, Huy liền réo gọi vào bên trong. Mấy phút sau, Thành mới từ trong nhà đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bạn mình, Huy bàng hoàng trố mắt, nhìn Thành từ đầu đến chân. Thành bây giờ toàn thân gầy gọc, mặt mũi hốc hác, râu ria lõm trộm khác với cái vẻ bề ngoài bảnh bao năng động trước kia của nó. Thấy vậy Huy khẽ thở dài lên tiếng hỏi dùng. Thành ơi, à, mày bị sao vậy? Mới có mấy ngày mà không có gặp mày thôi, sao mày lại thành ra như vậy? Mày có đau yếu hay bệnh tật cái gì không? Ba mày đâu mà sao không đưa mày đi bệnh viện? Hả? Đi bác sĩ nghe. Thôi, để tao đưa mày đi nghe, mày vô thay đồ đi. Thành nghe Huy thúc giục, nhưng nó không đáp. Bèn lủi thủi đi lại cái ghế nằm phịch xuống, tay gác lên trán hơi thở yếu ớt nhìn lên trần nhà. Huy lúc này cũng đi lại ghế ngồi xuống rót ly nước đưa cho bạn mình. Khi anh vừa đưa ly nước trước mặt Thành, thì bất ngờ nó chụp lấy cổ tay làm cho anh giật mình, làm rớt luôn ly nước xuống đất bể toan. Nước bắn tung tóe khắp sàn. Nó quay sang nhìn Huy với gương mặt khóc khát, không khác gì những con ma đói. Hai mắt nó lờ đờ mất đi thần sắc, đoạn nó lo lắng. Huy à, tao với mày sắp chết rồi. Thằng Phúc, thằng Phúc nó nó hiện về nó với tao. Tụi mình phạm phải ngôi mộ của một con quỷ rồi đó. Chính nó đã hại chết thằng Phúc. Rồi bây giờ nó muốn hại luôn cả tao với mày nữa. Hay là mình chạy đi, chạy khỏi đây đi. Nó sẽ không có đi theo mình được đâu. Huy à, nghe tao đi nghe. Huy nghe những lời của bạn mình thì anh có chút hoang mang. Nhưng chuyện ngôi mộ nó vừa nói là của một con quỷ, thì anh nửa tin nửa ngờ, trầm ngâm một lát, anh mới về dạt trấn an. Mày nói cái gì vậy? Không phải lúc đó tao đã khấn vái xin lỗi với người ta bỏ qua rồi hay sao? Mà cái mộ đó chắc gì là mộ của con quỷ đâu. Mày bình tĩnh lại đi. Chắc mày suy nghĩ nhiều quá cho nên thấy vậy thôi. Không phải là thật đâu. Không đâu. Đêm nào thằng Phúc nó cũng hiện về nói cho tao biết mà nhưng tao lại không biết trốn đi đâu mà bây giờ tao quyết định rồi tụi mình trốn càng xa càng tốt đi con quỷ đó nó sẽ không có tìm thấy mình đâu đi nhanh đi huy ơi vừa nói nó vừa đứng lên kéo tay của huy nhưng chưa kịp lôi nó đi đã bị anh gạt tay ra rồi gắt mày thôi đi làm ơn tỉnh lại giùm tao cái đi thành à chuyện đó không có thật đâu mày nghe tao đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà thành nghe đến đây thì dùng dằn bước nhanh ra khỏi, leo lên chiếc xe. Trước khi đi, Thành quay lại nhìn anh rồi nói, Nếu mày không chịu đi, thì tao đi một mình. Tao không muốn ở lại đây chờ chết đâu. Tao xin lỗi mày. Tao thật sự không muốn chết đâu. Dứt lời, thì nó rồ ga chạy giúp đi, để lại Huy ở phía sau, miệng không ngớt gọi to tên của nó. Khi thấy nó chạy khuất rồi, huy mới nhìn lại căn nhà của thành nơi mà trước đây nó vẫn thường hay lui tới mỗi khi cả hai đứa chở nhau trên xe máy nhưng bây giờ vì những giấc mơ kỳ lạ nó lại từ bỏ căn nhà của mình đã ở suốt bao nhiêu năm qua và rời đi thì liệu có đáng hay không ba ngày sau trưa hôm đó ở bên ngoài trời mưa tầm tã huy đang ngồi dùng cơm với ông bà phú bất chợt tiếng chuông điện thoại của huy reo lên vừa lấy ra xem thì anh nhận ra trên màn hình hiển thị số của cha thằng Thành. Anh vừa mừng vừa hồi hộp đặt lên tai nghe thì đầu dây bên kia tiếng cha của Thành nói với cái giọng nghẹn ngào. Alo, Huy ở con, con ơi, thằng Thành nó, nó chết rồi con ơi. Lời nói của ông như xét đánh ngang tay, làm cho tim anh như ngừng đập buông rớt cái điện thoại xuống mặt bàn. Ông bà Phú thấy con mình như vậy thì mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ của anh lo lắng. Huy, Huy à, con sao vậy? Có chuyện gì hay sao? Thấy anh vẫn chết lặng. Ông Phú mới đứng lên bước đến lay mạnh vai anh rồi hỏi. Huy à, có chuyện gì vậy con? Nói cho bà má nghe đi. Đừng có làm ba má sợ mà con. Vừa lúc đó, anh liền bừng tỉnh lại, gương mặt trắng bệch nhìn cha mẹ mình rồi ấp úng nói bà má ơi thằng thành nó nó chết rồi lúc này cả hai ông bà đều hoang mang ông phú hỏi lại cái gì con nói cái gì thằng thành nó chết hồi nào nó nó chết rồi ba má ơi ba của nó mới gọi báo cho con biết đó đoạn ông phú suy nghĩ giây lát rồi nói được rồi chờ trời mưa tạnh rồi gia đình mình chạy qua bên nhà nó xem tình hình ra làm sao hai mẹ con nghe ông nói vậy thì im lặng không ai nói gì nữa đến gần tối cả nhà huy mới đến thăm hỏi gia đình thành vừa ngồi xuống ghế thăm hỏi được vài câu thì cha của thành nước mắt lưng tròng gương mặt đau khổ kể lại là vì ba ngày trước đáng lý ra ông đã về rồi nhưng do có việc đột xuất nên ông phải ở lại đến hôm nay mới trở về được. Vừa đến trước nhà thì ông bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Vừa mới nghe qua thì ông như chết lặng khi biết bên công an người ta báo tin rằng con của ông đã chết. Nhờ giao giấy tờ tùy thân nên công an mới dò được nơi ở của Thành. Bây giờ ông được bên công an hộ tống đến một ngọn đồi để nhận dạng xác đứa con trai. Đến nơi cũng ở trước nấm mồ đó xác thằng thành quỳ gối bất động đầu gục xuống nhưng kinh dị hơn cả là gương mặt của nó đã bị rách nát hai mắt thòng lọng thật là ghê sợ sau khi xác nhận đây là thành nhân viên y tế liền đặt cái xác của anh vào cái bao kéo rồi khiêng đi bên cạnh đó một số người dân địa phương lại cảm thấy hoang mang khi một lần nữa chứng kiến có thêm người chết trước cái mộ bí ẩn này bây giờ có người sợ hãi bước đến gần rồi lạy lục khấn vái người thì đem bánh trái ra đặt trước ngôi mộ cầu khấn điều gì đó rồi họ cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này trưa ngày hôm sau một lần nữa mọi người lại đưa đám thằng thành ra khu nghĩa địa của thành phố lần này bầu trời cũng âm u y hệt như cái lần đưa ma thằng phúc đến khi chôn cất xong xuôi mọi người bắt đầu ra về vì trên trời mây đen mỗi lúc một kéo đến nhiều hơn. Huy bây giờ như người thất thần khi thấy hai thằng bạn của mình lần lượt ra đi. Anh hoang mang nhìn chăm chăm vào cái mộ mới đắp của bạn mình. Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều câu hỏi. Đứng trước ngôi mộ, Huy mới bắt đầu cảm thấy lo sợ. Một nỗi sợ vô hình làm cho anh lạnh tót hết cả người. Và tin những gì mà Thành đã kể lại cho mình nghe, toàn thân của anh rung lên bần bật tim mỗi lúc đập nhanh hơn bất giác anh chợt suy nghĩ có khi nào người tiếp theo sẽ là mình hay không tối đó huy quay về nhà gương mặt của anh vẫn không khỏi hoang mang lo lắng đến cả bữa tối anh nuốt cũng không trôi lúc nào cũng thấp thỏm không yên vì sợ những lời mà thành đã nói trong bữa cơm ông bà phúc lúc bấy giờ cũng để ý đến biểu hiện của con trai ông phúc đặt chán đũa xuống bàn rồi từ tốn hỏi huy à con không sao chứ cha biết con rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của thằng phúc và thằng thành dù không muốn nhưng chuyện đó nó cũng đã xảy ra rồi con nên bớt đau thương lại đi bên cạnh con còn có ba má mà ăn cơm đi con đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe đó Huy nghe cha của mình an ủi, anh ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ mình, ánh mắt vẫn không giấu được nỗi bất an. Trầm ngâm một hồi lâu, anh mới từ từ thú thật với ông bà, giọng ấp úng. Bà má ơi, con, con, hả, con sao, nói cho ba má nghe đi, con, con thực sự là, là tụi con. Nói đến đây, chợt anh miếu máu lo sợ, nhưng rồi anh cũng từ từ thuật lại hết những sự việc mà cả ba đứa đã trải qua từ cái việc cả ba đi đến khu thung lũng vàng và sau đó vô tình phát hiện ra một nắm mồ bí ẩn trên ngọn đồi thông rồi đến cả cái chết được báo trước của thằng thành khi nghe xong ông bà phú cũng cảm thấy hoang mang bởi ông bà không phải là người không có niềm tin về tâm linh chỉ là do ông bà chưa bao giờ gặp mà thôi nhưng qua sự việc của Thành và Phúc cũng làm cho hai ông bà tin được phần nào câu chuyện đang xảy ra. Trời ơi, Huy ơi, sao tụi bay lại chơi dại vậy? Chỗ yên nghỉ cuối cùng của người ta, sao bay dám đến đó mà phá phách vậy hả? Bây giờ người ta đến bắt tụi bay rồi đó, thấy chưa? Huy nghe như vậy thì bàng hoàng nói với bà má. Bà má ơi, có phải con sắp chết rồi không? Con không có muốn chết đâu, bà má tìm cách giúp con đi. Nghe con trai nói loạn cả lên, bà Phú nước mắt lưng tròng, nơm nớp lo cho an nguy của con trai. Bà kìm nén xúc động của mình, bước đến ôm lấy anh rồi trấn an. Không đâu, con sẽ không có sao đâu. Có bà má ở đây, bà má sẽ không có để cho con gặp chuyện gì đâu. Ngồi trước mặt hai mẹ con, sau một lúc trầm ngâm, ông Phú như sực nhớ ra chuyện gì bèn lên tiếng. Bà ơi, tôi nghĩ uh... Hay là mình đưa nó đến nhà của ông Năm Đất ở trên chột đốc đi để xem ổng có giúp gì được cho nó hay không. Để nó ở đây tôi thấy lo quá. Ừ, ông nói cũng phải. À, đâu, ông thử gọi cho ổng xem sao, ổng có ở nhà hay không. Ừ, ừ, để tôi gọi liền. Nói xong, ông Phú liền lấy điện thoại ra gọi cho ông Năm Đất. Nhưng không hiểu sao, gọi đến hai ba cuộc mà ông ta vẫn không nghe máy nhưng vì tính chất nghiêm trọng của sự giết nên hai ông bà quyết định sáng sớm ngày mai sẽ bắt chuyến xe sớm nhất đi châu đốc để nhờ thầy giúp đỡ ông năm vốn có tài điều khiển âm binh trừ tà ma hút thuốc chữa bệnh lại cao tay ấn trước kia cũng chính ông năm đã giúp đỡ cho bà phú quá giải bùa ngải trong người vì bà bị người ta yếm do cạnh tranh trong công việc làm ăn nên từ đó gia đình của bà mang ơn ông nhiều lắm thỉnh thoảng có gửi biếu cho ông quà cáp gọi là tấm lòng thành sáng hôm sau cả nhà huy tức tốc đi châu đốc đi đến nơi vừa vào sân nhà của ông năm thì bất thình lình ông từ trong nhà bước ra thần sắc kiên định đứng trước cửa nhìn ra sân rồi nói hai đứa đi theo gia đình người ta rốt cuộc là muốn cái gì không mau nói rõ lý do còn chờ đến bao giờ nữa ông bà phú và huy nghe ông năm nói như vậy thì bất giác quay nhìn sau lưng nhưng cả ba lại không thấy bóng dáng một ai đoạn ông năm lại nói tiếp được rồi ông bà mau dẫn cậu ta vào nhà đi ở ngoài này không có an toàn đâu mau lên vừa nghe ông năm nói ông bà liền dìu huy đi nhanh vô nhà bởi không biết từ bao giờ gương mặt của anh bỗng nhiên trở nên u ám hai mắt có dấu hiệu đục ngầu không còn nhìn thấy trồng đen nữa. Vừa đi vào nhà, ông Nam liền để cho anh ngồi xuống trước một doan thờ khá lớn. Sau khi quan sát anh được một lúc, ông Năm quay đầu nhìn ra trước rồi mới nói. Hai đứa vào đây đi, đứng ở ngoài đó làm cái gì? Có chuyện gì thì vô đây giải bài cho ta biết. Ông bà Phú bấy giờ cũng nhìn ra cửa, nhưng không thấy có người nào. Bà Phú khẽ rùng mình, giọng rung rung. Thầy, thầy ơi, thầy vừa mới nói chuyện với ai vậy? Sao con không thấy ai ở ngoài đó hết? Ờ, à, tôi vừa mới nói chuyện với hai cái dòng đang đi theo con của ông bà đó. Tụi nó có ý định muốn bắt con của ông bà. Nhưng để tôi nói chuyện xem tại sao tụi nó lại làm như vậy thì tôi mới có cách giúp con ông bà được. Con lại thầy, thầy cố gắng giúp cho con của con đi, trăm sự nhờ vào thầy. Ông Năm vẫn ngồi im, ánh mắt sắc đẹp nhìn vào hai cái dông đang đi theo Huy. Đến khi nói chuyện xong với hai cái dông thì được biết hai dông hồn đó chính là Phúc và Thành. Sau khi chết, dông hồn của hai đứa bị con quỷ kia quy hiếp bắt làm nô lệ cho nó. Nếu không, hồn phách của cả hai sẽ bị con quỷ nuốt chửng mà không được siêu sinh. Cũng qua lời kể thì ông Năm được biết con quỷ này giống là người dân tộc khi xưa vì một chút mâu thuẫn nên trong một lần hắn đi lên rẫy đã bị hai người trong làng giết chết một cách giả mang rồi âm thầm chôn xác tại một nơi hẻo lánh. Nhưng sau này có người đi đến đây phát hiện ra xác của hắn nên họ thốt bụng và đắp cho hắn một cái mộ rồi cắm lên đó một tấm gỗ được khắc tỉ mỉ vì không biết hắn tên họ là gì cho nên họ nghĩ ra cho hắn một cái tên Đến khi chung các hắn xong thì họ cũng lặng lẽ rời đi. Ông Năm sau khi nghe xong câu chuyện thì biết được người này có lẽ vì quán khí chất chồng nên đã hóa quỷ, âm thầm tìm người để bắt hồn. Bấy giờ, dòng hồn của Phúc và Thành mới khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông giúp mình thoát khỏi con quỷ đó. Ông Năm nhìn Huy, đoạn ông quay sang cả hai rồi nói Thôi được rồi, Hai đứa từ bây giờ cứ ở đây theo ta, chuyên tâm tu hành sớm ngày mà đi đầu thai để không phải làm cái kiếp dông hồn giấc dưỡng nữa. Hai đứa thấy làm sao? Dông hồn Phúc và Thành nghe ông Năm chịu giúp mình, thì mừng trở, nguyện nghe theo sự sắp xếp của ông. Ông Năm hài lòng, liền lấy ra hai cái hũ bằng sứ có dán trên miệng một lá bùa, đặt hai cái hũ sứ xuống đất, miệng của ông niệm chú liên hồi hai dông hồn của Phúc và Thành liền tan biến thành một làn khói trắng bay thẳng vào hai cái hũ. Ông bà Phúc ngồi im hồi hộp chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối, nhưng cả hai lại không thấy được dông hồn của Phúc và Thành, chỉ thấy ông Nam ngồi đối diện với khoảng không mà nói chuyện một mình. Sau khi độ quá xong dông hồn của hai người, ông Nam liền quay sang giải thích cho ông bà Phú chuyện vừa mới xảy ra. Cả hai mới bàn hoàng, không nghĩ rằng Dòng hồn Phúc và Thành lại âm thầm đi theo muốn bắt hồn con trai của mình. Đoạn ông Phúc lo lắng. Vậy rồi mình phải làm gì đây nữa hả thầy? Có cách nào giúp cho con của tôi tránh được con quỷ kia hay không? Xin thầy giúp cho. xấu <laughs> kiếp <laughs> so mà. Sao tự dưng lại đến quấy trại đây ở của người ta chứ? Đừng nói là những người khuất mặt khuất mày. Ngay cả bản thân mình đây. Khi đang ngủ ngon, đột nhiên có ai đó đến quấy phá thì hỏi làm sao không tức giận cho được chứ được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho con của ông bà nó có vượt qua hay không thì còn phải trông chờ vào mạng số của nó có lớn hay không thôi ông bà cứ để nó ở lại đây ba ngày đi sau ba ngày ông bà hãy quay trở lại ông bà phú nghe ông năm nói vậy thì vừa mừng vừa lo nhưng cũng làm theo lời Thấm thoát đã ba ngày trôi qua, ông bà Phú tức tốc quay trở lại nhà của ông Năm để xem tình hình con trai. Khi thấy anh vẫn bình an vô sự, bà Phú tự hỏi không biết làm cách nào mà thần sắc của Huy đã trở lại bình thường, không còn ngơ ngác như khi vừa mới đến. Ông Phú chui mừng ôm lấy Huy, rồi sau đó hậu tạ cho ông một số tiền không nhỏ. Nhưng ông Năm ngăn lại, chỉ đồng ý nhận nhang đèn và trái cây mà thôi. Tuy ái nấy lắm, nhưng rồi ông bà cũng tôn trọng lời nói của ông mà không có ép buộc nữa. Sau khi trò chuyện được một lúc, thì cả nhà nói lời tạm biệt ông Năm rồi quay về Đà Lạt. Kể từ sau hôm đó, câu chuyện về cái chết của Thành và Phúc vẫn luôn là nỗi ám ảnh gia đình của Huy. Đến khi anh cưới vợ và dọn ra riêng, mỗi khi gia đình anh có dịp đến khu thung lũng vàng, nếu tới cái hồ suối vàng mà nhìn thẳng qua bên kia hồ, ở đó có một đồi thông bạc ngàn cao thẳng. Đầu đó bên trong, có lẽ vẫn còn hiện hữu nấm mồ đang đắm mình giữa khu rừng thông lạnh lẽo đầy ma quái. quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngôi mộ trên đồi thông tác giả nhân hậu đến đây lâm phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn quý vị rất nhiều